Bây giờ mình làm luôn nhá. Ừ. Rồi, trước khi làm bài tập thì cô Ngọc hỏi về kiến thức của chúng ta này. Ok, ready chưa? Let me see your face. Look at the camera and answer my question. Ok, do not see in your notebook, ok? Nào, ngồi xa ra hơn nữa để cô nhìn thấy mặt của con nào. Let me see your face. Ok, rất tốt. Nào, bây giờ cô Ngọc hỏi nhá. Câu điều kiện loại 1 dùng để làm gì? Không được rồi. Ừ? Nói rõ hơn nào. Con nói to hơn một chút nào. Câu điều kiện loại 1 con dùng để làm gì nào? Được một một Con dùng để làm căn gì? bản này đưa một phần thời gian hoặc Đúng tương rồi. lai. Đúng rồi. Đó là thể hiện một cái hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Đúng nào? Ok, tốt. Thế câu điều kiện loại không dùng để làm gì? Chính xác. Rất chính xác. Câu điều kiện loại không chúng ta dùng để nói về một cái điều hiển nhiên. Đúng nào? Đấy, rất tốt. Thế câu điều kiện loại 2 con dùng để làm gì? Ừ, Câu điều kiện loại 2 con dùng để làm gì? tôi là Ừ? không nhớ. Con chưa nhớ à? Con không nhớ đúng không? Ok, câu điều kiện loại 2 con dùng để diễn tả một cái hành động hoặc một cái sự việc mà nó không thể có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Được chưa? Câu điều kiện loại không là diễn tả cái hiển nhiên này. Hiển nhiên là nó xảy ra đúng không nào? Câu điều kiện loại một là con diễn tả một cái hành động, một cái sự việc nó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Câu điều kiện loại hai con dùng để diễn tả một cái sự vật hoặc là một cái hiện tượng mà nó không có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Ok chưa? Rồi, thế nhắc cho cô về cấu trúc của câu điều kiện loại không nào. Con nhìn nó có chút cơ À, thế con nhắc cho cô cấu trúc câu điều kiện loại 1 nào. cơ ở một chút. Là sắp xếp cộng với cộng hiện tại là lớn ở diễn đại đơn và nên con là sắp xếp cộng với hình mẫu. Chính xác. Ok. Thế còn câu điều kiện loại 0 con còn nhớ là với if của nó là gì và với main clause của nó là gì không? If clause là gì và main clause là gì nhỉ? À, dễ nhớ nhất đấy. Đó là hai bên của nó đều là hiện tại đơn. Nhá. If clause đều là hiện tại đơn và main clause cũng là hiện tại đơn. Đây, xem lại này. À, câu điều kiện loại 1 này. Ủa, câu điều kiện loại 0 đâu rồi? Nhớ chỗ này là cô chưa ghi câu điều kiện loại 0 vào cái phần này đúng không? Ok. Còn câu điều kiện loại 2 thì sao con nhỉ? Câu điều kiện loại 2 thì cấu trúc đây, dùng để diễn tả một sự việc không thể xảy ra hoặc là không có thật ở hiện tại. Đúng nào. Cái main cái if clause của nó con sẽ lùi thì nhé. Phía bên trên câu điều kiện loại 1 thì hiện tại đơn. Câu điều kiện loại 2 của con sẽ là ở quá khứ đơn. If clause của con là quá khứ đơn. Và main clause của con cũng lùi thì luôn. Will thành would. Được chưa nhỉ? Cô Ngọc đã nói đúng không nào? Would của chúng ta chính là quá khứ của từ will ấy. Ok. Đấy, thế thì lùi hết thì xuống. Cô đỡ ăn ký rồi. Ừ, ok. Ừ, ok, được chưa? Rồi nhá. Thì đấy là câu điều kiện loại 1 này, 0, 1, 2. Được chưa?
Câu điều kiện 0, 1, 2. Chúng ta còn một câu điều kiện nữa là câu điều kiện loại 3. Hôm sau chúng ta học sau. Hôm sau học xong câu điều kiện loại 3 là chúng ta sẽ làm bài tập câu điều kiện 0, 1, 2, 3. Nhá. Thế là cô Ngọc đã dạy xong cho con những cái phần ngữ pháp mà con sẽ học hết cấp 2 luôn. Nhá. Thậm chí là lên đến cấp 3 là con lớp 10 là con vẫn ôn lại câu điều kiện 0, 1, 2, 3. Được chưa? Lớp 11 con mới bắt đầu học thêm hai loại nữa. Đó chính là câu điều kiện trộn. Là câu điều kiện mix. Mix câu điều kiện 2 và câu điều kiện 3. Được chưa nhỉ? Đấy, thì đấy, cái đấy là lên lớp 11 phải học cơ. Được chưa? Bây giờ con chỉ cần giỏi cho cô là câu điều kiện 0, 1, 2, 3. Thế là được. Con phân biệt được đâu là câu điều kiện loại 1, đâu là kiểu đâu là câu điều kiện loại 2, đâu là kiểu câu điều kiện loại 0 và đâu là câu điều kiện loại 3. Áp dụng công thức một cách nhuần nhuyễn tất cả các câu điều kiện này cho cô Ngọc. Thế là xong cái yêu cầu của Ngọc đối với con. Được chưa? Rồi, đấy, nhắc lại một chút đấy nhá. Câu điều kiện loại 2 thì con nhớ là cái phần if clause của con sẽ là chủ ngữ này cộng với verb và verb sẽ chia ở quá khứ. Được chưa? Và với main clause con sẽ là từ would thay vì là từ will. Ok? Would và động từ nguyên mẫu. Được chưa? Nào, hôm trước là chúng ta bài tập số 1 là chúng ta đã làm câu số 1, 2, 3. Nào, thế bây giờ con xem cho cô 1, 2, 3, 4. Đúng nào. Ok, bây giờ con xem cho cô câu số 5 này. Đầu tiên ấy, để mà phân biệt được đâu là câu điều kiện loại 1, đâu là câu điều kiện loại 2, đâu là câu điều kiện loại 3 và đâu là câu điều kiện loại 0 thì con nhớ cho cô một điều, đó là con phải nắm rất chắc cấu trúc của nó. Đúng không? Bởi vì bốn cái cấu trúc đó 0 1 2 à sorry, ba cấu trúc đấy 0 1 2 là ba cấu trúc hoàn toàn khác nhau. Câu điều kiện loại 0 thì hai vế phải là hiện tại. Câu điều kiện loại 1 thì một vế hiện tại, một vế là will, đúng không? Câu điều kiện loại 2 thì một vế là quá khứ đơn, một vế là từ would. Thế nên ba cấu trúc này là ba cấu trúc hoàn toàn khác biệt. Con chỉ cần nhìn vào cấu trúc của một vế của nó là con biết đấy là câu điều kiện loại mấy. Ví dụ, xem lại cái phần này này. Con thấy ở bên đây là câu điều kiện câu thì hiện tại đơn đúng không? Đúng không? Như hôm trước cô nói với con đúng không? Thế thì nếu mà vế if mà là hiện tại đơn thì nó chắc chắn là rơi vào câu điều kiện loại mấy và câu điều kiện loại mấy nhỉ con nhỉ? Nếu vế if clause của chúng ta là động từ thì chia thì hiện tại đơn thì là rơi vào hai câu điều kiện này nào nhỉ? Ừ, một là chắc chắn rồi này. Còn gì nữa nhỉ con nhỉ? Một và gì? Câu điều kiện nào mà hai vế của nó là hiện tại đơn? Loại mấy? Loại một là một vế là hiện tại đơn, vế còn lại là will. Đúng không nào? Thế câu điều kiện nữa đó là câu điều kiện loại không, là hai vế của con đều là hiện tại đơn, đúng không? Đúng không nào? Thế thì khi mà đây, con nhìn này, khi mà chúng ta nhìn vào một vế ở câu này đúng không? Tạm xóa đi cái đáp án này nhá. Mặc dù là hai câu này là bốn câu này làm rồi nhưng chúng ta nói lại này. Về cái cách làm bài của con này. Đây con nhìn. Vế đầu tiên của nó này, vế if này, bây giờ nó bắt chia vế còn lại đúng không? Vế main clause đúng không? Đấy. Thế thì con nhìn vào vế if này. Động từ nó chia hiện tại đơn, thế thì con chỉ có hai trường hợp thôi, một là câu điều kiện loại không, hai là câu điều kiện loại một. Thế giờ làm sao để con phân biệt được nó khi mà bây giờ hai vế đầu tiên của nó đều giống nhau? Làm sao nhỉ? Chúng ta dựa vào cái cách dùng của cái câu điều kiện đó. Câu điều kiện loại không của con ấy, cách dùng của nó là dùng để diễn tả cho một cái sự thật hiển nhiên. Ví dụ như là về tự nhiên này, về các cái phản ứng hóa học vật lý này thì đó là tự nhiên rồi đúng không? Tự nhiên nó có như thế. Đúng không nào? Đấy, thì đó được là câu điều kiện loại không. Tuy nhiên, cô có một lưu ý với Nam là câu điều kiện loại không ấy thường á là nó rất ít khi xuất hiện. Đấy, được chưa? Câu nào mà con phân tích thấy nó là sự thật hiển nhiên thì con mới dùng nhá, còn lại là không. Không có. Nó sẽ là thuộc vào câu điều kiện loại 1 nhiều hơn.
Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện như thế nào? Đó là câu điều kiện thể hiện cho cái hành động nó có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Ví dụ nếu tôi tiết kiệm tiền thì tôi sẽ có một khoản tiền lớn, đúng không? Nó có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Vì con tiết kiệm cứ tích dần lên thì con sẽ có một khoản tiền lớn, đúng không? Nếu tôi học bài chăm chỉ thì tôi sẽ đỗ được kỳ thi này, đúng không nào? Nếu như mà tôi làm việc nhà cho mẹ thì mẹ sẽ không có la tôi nữa, đúng không? Đúng không? Nếu như tôi dọn phòng sạch sẽ thì mẹ sẽ không nhắc nhở tôi nữa, đúng không nào? Đấy, thì đó chính là những cái hành động mà nó có thật xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Có thật nghĩa là sao? Nghĩa là cái việc mà con làm ấy nó sẽ dẫn tới cái kết quả nó có thật ở hiện tại hoặc tương lai. Được chưa? Ok. Con hiểu ý của Ngọc không? Thì đó chính là câu điều kiện loại 1 nhá. Thế bây giờ con nhìn vào đây này. Bây giờ chúng ta cứ cho như là chúng ta đang phân vân giữa câu điều kiện loại 0 và câu điều kiện loại 1 đi. Bây giờ chúng ta thử dịch cái câu này xem nó thuộc vào trường hợp nào nhé. Nếu tôi học hành chăm chỉ thì tôi sẽ đỗ kỳ thi năm nay. Đấy. Thế thì theo con đây là dấu hiệu cách sử dụng của câu điều kiện loại mấy? Câu điều kiện loại mấy nào? Nếu mà chúng ta đang phân vân giữa câu điều kiện 0 và câu điều kiện 1 thì theo con là nó sẽ rơi vào trường hợp là câu điều kiện 0 hay là câu điều kiện 1? Ừ, Nam. Một, đúng không nào? Bởi vì con dịch thấy là nó có thuộc vào trường hợp câu điều kiện loại 0 không? Không, không phải là một sự thật hiện nghiễm nhiên xảy ra được, đúng không? Con phải nhớ này, câu điều kiện loại 1 là diễn tả một sự vật có thể, diễn tả một sự việc có thể có thật nhé, ở hiện tại hoặc tương lai nhé. Ok, được chưa? Đấy, bởi vì nó xuất hiện từ will mà, trong cấu trúc của nó xuất hiện từ will mà. Will nghĩa là gì? Will nghĩa là nó chỉ mang 50% thôi. 50% sẽ xảy ra và 50% là không xảy ra cái điều đó. Được chưa? Được chưa? Ok. Thế còn cái câu điều kiện loại không thì sao? Nó là nghiễm nhiên xảy ra, nghĩa là gì? Kể cả không ai tác động vào nó, không ai làm gì nó thì nó vẫn đúng. Người ta gọi điều đấy là nghiễm nhiên, đúng không? Không ai tác động gì đến mặt trời cả, mặt trời vẫn lặn đằng Tây và mọc đằng Đông, đúng không? Đúng nào? Đúng không? Đấy. Không ai tác động gì cả, đúng không nào? Thì đó chính là một cái sự thật hiển nhiên. Ok, được chưa? À, thế thì sau khi mà con phân tích được nó là câu điều kiện loại mấy rồi thì con làm thôi. Con áp dụng công thức thôi. Đối với câu điều kiện loại 1 thì vế đằng trước này, người ta làm rồi đúng không? Đó là hiện tại đơn. Thế thì vế main clause thì con sẽ là từ gì? Will pass. Được chưa? Ok chưa? Con hiểu cách làm chưa? Ừ, nhá. Tiếp tục này, con lại nhìn tiếp này. If the weather is fine, we go on a picnic. Ok, con nhìn vế này, đây là câu, đây là thì gì? Đây là thì gì nhỉ? Thì gì đấy? The weather is fine, thì gì? Ô, nhanh, Nam, thì gì? Ô, sao nhìn thấy từ is này mà lại phải đắn đo lâu vậy? Đáng nhẽ con phải rất thuần thục cái thì này chứ. Thì gì đây? Hả? Thì hiện tại đơn, đúng nào? Ừ. Thì hiện tại đơn. Ok chưa? Nhá. Thế thì vế đằng trước của nó đã là thì hiện tại đơn rồi. Câu này con chia ở câu điều kiện loại mấy? Không. Không á, vì sao con lại chia không? Giải thích cho cô nghe. Nãy giờ cô giải thích cho nghe như thế rồi mà vẫn quyết định là làm câu điều kiện loại không. Nào, giải thích cho cô vì sao chỗ này lại là câu điều kiện loại không. Vì sao? Hả? Đúng rồi, Ừ, đấy.
Làm sao mà là loại không được? Chỗ này của con sẽ là gì? Will go, đúng không? Đúng nào? Con nhớ cho cô một cái điều duy nhất, đặc biệt duy nhất của câu điều kiện loại không thôi. Đó là nó dùng để khi mà con muốn diễn tả một cái sự thật hiển nhiên. Đúng không? Ok. Còn đây người ta đang nói là nếu như thời tiết tốt thì chúng tôi đi picnic mà. Có thể là chúng tôi không đi kể cả thời tiết tốt chứ. Đúng không? Đúng nào? Ừ, đấy, nó không phải là một sự thật hiển nhiên. Kể cả thời tiết có tốt đi chăng nữa mà lúc đấy chúng tôi không vui, chúng tôi không đi nữa. Là điều bình thường. Đúng không? Đúng nào? Đấy. Chứ không phải là cứ mặc nhiên là à thời tiết tốt là chúng tôi phải đi. Con hiểu không? Con hiểu sự thật hiển nhiên nghĩa là gì không? Nghĩa là nó phải diễn ra như thế. Nó là 100% như thế. Bất kỳ ai tác động vào nó cũng không hề được. Không dịch chuyển được. Cái sự thật là nó phải xảy ra như thế. Đấy. Con hiểu không? Đấy chính là câu điều kiện loại không. Nhá. Rồi. Câu số 3 nào. Câu số 3 thì rõ ràng rồi. Đây là câu điều kiện loại mấy? Khi mà con nhìn vào cấu trúc của nó thì con thấy đây là câu điều kiện loại mấy nào? Con nhìn vào cấu trúc của câu số 3 thì con lại mấy? Chính xác. If I bây giờ từ go con chuyển con làm thế nào? Go con giữ nguyên đúng không? Ừ. Với if của con là với if của con chia thì hiện tại đơn mà hiện tại đơn mà con đi với từ I thì con giữ nguyên go đúng không? Quy tắc rất là đơn giản của chúng ta trong thì hiện tại đơn. Nào tiếp tục câu số 4 bây giờ sao nhỉ? Câu điều kiện lại mấy? Làm thuần thục rồi thì bây giờ con nhận diện đây là câu điều kiện lại mấy nào? Mấy? Nếu như theo quy tắc cô nói với Nam là đối với câu điều kiện loại không thì nó phải là trường hợp mà sự thật hiển nhiên cơ. Thì đây là câu điều kiện loại mấy? If they don't invite me. If they don't invite me đúng không? Cái chỗ if they don't invite me chỗ này là thì hiện tại đơn này. Đấy, thế thì vế đằng sau này của con là gì? Câu điều kiện loại mấy và con chia là gì nào? Ừ, con chia là sao lại I went? Câu điều kiện loại 1 cơ mà. Nhìn lại cấu trúc cho cô câu điều kiện loại 1. Nãy mới trả lời với cô câu điều kiện loại 1 xong, cấu trúc vanh vách xong, thế là chưa chưa đúng rồi. Hay nãy đọc vậy, hay là nãy nhìn vở đọc. Mà bây giờ lại chia từ when vào đây. Ừ? Nãy giờ câu trên con đang chia là will go mà. Will pass này, will go này. Ô hay. Sao lại kỳ lạ vậy? Hả? Sao lại học hành kỳ lạ thế? Câu số 5 nào. Câu số 5 đáp án của con là gì đây? Bây giờ con chỉ cần suy nghĩ nói cho cô đáp án và giải thích cho cô lý do vì sao con làm như vậy. Câu số 5 đáp án của con là gì? Đáp án à? Ừ, câu điều kiện lại một chính xác. Thế bây giờ cái từ get của con phải làm sao? Get giữ nguyên. He she it mà get lại giữ nguyên à? Ô thôi chết tôi rồi. Tôi dạy sa sả và cho làm bài tập sa sả vậy thì hiện tại đơn bây giờ chia get là giữ nguyên đối với chủ ngữ là he. Rồi. Get làm sao? Get làm sao? Giữ nguyên. Sao lại có giữ nguyên ở đây nhỉ? Hả?
Ghép thêm es cũng sai luôn. Làm gì có ghép thêm es ở đấy? Hả? Xem lại thì hiện tại đơn nhá, ghép thêm s. Con biết lý do vì sao ghép thêm s không? Có mở ép À con bảo thêm s à? một Ơ thế thì phải phản hồi nhanh chứ. Ví dụ cô bảo là ghép thêm s là không đúng rồi, là con phải phản hồi lại là cô ơi con bảo là ghép thêm s chứ. Phản hồi nhanh vào. Phải cãi nhanh chứ lại. Được chưa? Ghép thêm s là chính xác. Vì sao? Vì ở đằng này của con đây là câu điều kiện loại 1 đúng nè. Về if của con phải chia thì hiện tại đơn, đúng không? Mà chia thì hiện tại đơn thì động từ thường chúng ta phải chia, đúng không? Nếu như là I, you, they, động từ thường chia ở dạng nguyên mẫu. Nguyên mẫu nghĩa là sao? Nghĩa trong hoặc có như thế nào thì bứng ra y hệt thế, không thêm bớt bất kỳ một cái gì. Được chưa? He, she, it, danh từ số ít thêm s. Ok? Rồi nhá. Vừa học đến cái nào thì lại ôn ôn tập lại, thi thoảng ôn tập lại tí. Nào câu số 6 đáp án của con là gì đây? Ừ? Suy nghĩ thật kỹ nhá chàng trai nhá. Suy nghĩ kỹ nhá. Đáp án của con là gì? Ok, chính xác. Will visit. Chàng trai của cô nói nhỏ nhẹ nhỉ? Nói to hơn một tí nữa xem nào. Bởi vì mic của con, cái giọng của con hơi khàn đấy. Giọng của con khàn chứ không phải là do mic của con đâu, nên con nói trong giọng hơn một tí, con nói to hơn một tí. Nhá. Ok. Rồi câu số 7 nào, đáp án của con là gì? Đáp án là gì? Đầu tiên này, Nam nói cho cô đây là câu điều kiện loại gì? Đáp án của con là gì? Chính xác, đáp án. Đáp án nào? Chính xác. Rất tốt. Tuy nhiên là đưa ra đáp án hơi lâu nên vẫn chưa tốt lắm. Đánh giá được 7 trên 10 điểm. Nào, câu số 8. Đáp án của con là gì? À, đầu tiên là câu điều kiện loại gì và đáp án của con là gì? Một, chính xác. Đáp án à? Hả? Cái gì? Đợi con một tí hả? Hả? Con nói to lên à? Con nói to lên. Câu điều kiện là một à? Ừ. Đáp án. Hả? Chia quá khứ. Sao? Con nói to lên à? Kể cả sai con cũng nói to lên. Không nói nhí nhí ở cổ thế. Từ sen của con bây giờ làm sao? Hả? Cô vẫn chưa nghe rõ. Nói to hơn nữa. Từ sen mà. Đây này. Đáp án của con là gì? Context nên à? Bây giờ context đi. Bây giờ con làm và text cho cô đáp án của câu số 6, 7. À câu 6 làm rồi, 7, 8, 9, 10. Bây giờ text nào.
Text, đáp án của câu 7, 8, 9, 10. Text đó là câu điều kiện. Loại. Chấm chấm chấm. Phẩy. Và ghi đáp án phía sau dấu phẩy đấy. Ví dụ câu điều kiện loại 1, phẩy, will visit. Đấy, ví dụ thế. Đây là câu số 6, à, câu số 8, 9, à, 7, 7 làm rồi. 8, 9, 10. Ba câu còn lại. Nào, text nào. To everyone nhá. Con chọn là to everyone nhá. Chắc hôm nay là cô và Nam sẽ làm xong bài tập của phần này thôi. Hôm sau, à ừ, đúng rồi. Sau sẽ học câu điều kiện loại 3 và làm bài tập 1, 2, 0, 1, 2, 3. Câu điều kiện loại 1, 2, 3 thôi, bỏ câu điều kiện loại 0. Bỏ bài tập câu điều kiện loại 0. Câu điều kiện loại 0 thì dễ rồi, nó đặc biệt quá rồi. Chủ yếu là phân biệt 3 cấu trúc của 1, 2, 3. Con cứ text xuống thôi, con cứ text ra, bởi vì con nói thì cô không nghe thấy gì. Send sign. Sign, chia quá khứ là sign. Con xem lại câu điều kiện loại 1 nào. Vế if của nó là hiện tại đơn. Thế còn vế còn lại nó là cấu trúc là gì? Nhắn lại đáp án nào. Cho một cơ hội để sửa này. Sent là sai rồi. Chia quá khứ là sai rồi. Chia quá khứ là nãy giờ công toi rồi. Nãy giờ làm không biết bao nhiêu câu điều kiện loại 1. Con nhìn lại lên các cái đáp án vừa nãy xem nào. Con làm câu điều kiện loại 1 xem nào. Làm sao mà con có thể sai như vậy được? Trong khi ở phía bên trên nãy giờ con đều làm câu điều kiện loại 1 và chia là will cộng với động từ hết. Vậy mà câu này lại sai là sao? Giải thích cho cô nào. Phía bên trên đều làm câu điều kiện loại 1 hết. Cô là một học sinh dốt, cô cũng có thể nhìn lên phía phía bên trên để cô làm được. Bên trên làm y hệt luôn, câu điều kiện loại 1. Vế if là hiện tại đơn, còn vế bên kia là will cộng với động từ. Thế tại sao câu này con lại làm sai? Hả? Vì sao câu này con lại làm sai nào? Bây giờ cô phải hỏi là vì sao câu này con lại làm sai chứ không phải là vì sao câu này con làm đúng. Bởi vì rất vô lý để mà con có thể làm sai, con hiểu không? Nãy giờ mình làm đều là câu điều kiện loại 1 hết. Will cộng với động từ nguyên mẫu hết. Thế mà câu này lại ghi đáp án là từ sent. Sent chia ở quá khứ. Thế là vì sao? Hả? Con dai, vì sao con lại làm dai? Ừ? Vì sao lại làm sai? Câu này là không thể sai được. Text tiếp cho cô câu số 9. Đáp án của con là gì? Nhìn kỹ nhá. Bây giờ nó bắt con chia về if. Thế thì nhiệm vụ của con là phải nhìn về vế còn lại. Đó là vế main clause. Main clause của con đã đăng là giữ nguyên chính xác. Đấy. Cô bảo là Nam không thể làm sai được mà. Đúng không? Đáp án của chúng ta là hà. Ok. Giữ nguyên là chính xác. Thế câu số 10 nào. Câu số 10. Đáp án à, câu điều kiện loại mấy và đáp án là gì?
Câu này sai là không chấp nhận nhá. Text chúng cho cô đáp án là gì nào? Câu số 10. Text đáp án xuống. Sai. Con nhỏ À, con làm sao mà lại là từ land đấy được? Câu 10 là câu điều kiện loại mấy? Ừ? Câu 10 của con đây là đang là câu điều kiện loại mấy? con Một. Nhắc lại cho cô cấu trúc của câu điều kiện loại một. Ừ, thế mà con lại nhắn vào vào trong nhóm là từ land. Ô. Đáp án của con sửa lại là gì? Nhắn lại nào. Nhắn to everyone nào. Sửa lại là gì nào? Đúng rồi. Đấy. À sao lại will send? Con nhắn nhầm câu số 8 rồi. Will lend chứ. Will lend chứ. Lend là đưa cho chứ. If he has money, he lend me what I need. Nếu như anh ấy có tiền thì tôi anh ấy sẽ đưa cho tôi bất kỳ lúc nào mà tôi cần. Đúng không? Bất kỳ cái gì mà tôi cần. Nào. Bây giờ sẽ là một bài tập khó này. Để làm cái bài tập này ấy, để làm cái bài tập này thì con sẽ phải xét đến cái cấu trúc ngữ pháp của nó, tức là con phải nắm rất rõ cái cấu trúc ngữ pháp. Ok, và thứ hai nữa là con phải nắm rõ cái cách dùng. Được chưa? Nhắc lại cho cô câu điều kiện loại một dùng để làm gì? Đúng rồi, diễn tả một cái hành động này, một cái sự việc này có thể xảy ra hiện tại hoặc tương lai, có thể xảy ra nhé. Nghĩa là cái phần trăm xảy ra là 50%, có thể không xảy ra, có thể xảy ra. Ok, được chưa? Thế câu điều kiện loại 2 thì sao? Câu điều kiện loại 2 thì sao nào? Một sự việc gì không thể xảy ra luôn nhá, không thể xảy ra luôn, nghĩa là 100% nó sẽ không thể xảy ra. Ví dụ như là nếu tôi là người Scotland thì bây giờ tôi đã có rất nhiều tiền, ví dụ thế, nhưng bây giờ tôi có phải người Scotland đâu, tôi đang là người Việt Nam đúng không nào, 100% là không thể xảy ra đúng không nào, ở hiện tại hoặc tương lai đấy. Thế tiếp theo nữa là con phải nắm được về cái cấu trúc. Cấu trúc nhắc lại này, cấu trúc câu điều kiện lại một, đó là vế if clause của con phải là hiện tại đơn. Vế main clause, cái vế còn lại của con ấy, thì nó sẽ phải là will cộng với động từ nguyên mẫu, đúng chưa? Thì câu điều kiện loại hai của con thì sao? Cái phần if clause, vế if ấy, vế mà có cái từ if của con thì sẽ là quá khứ đơn, đúng không? Và vế còn lại của con, vế main clause của con sẽ là gì? Từ would cộng với động từ nguyên mẫu. Đúng chưa? Đấy. Cấu trúc nhá. Được chưa? Nào đi vào bài tập nào. Bây giờ chúng ta xét đến từng con sẽ làm cái bài tập. Khi mà con làm bài tập chọn phương án A, B, C, D thì đầu tiên con sẽ sử dụng cho cô phương án loại. Sẽ loại hai phương án mà nó sai cấu trúc ngữ pháp. Nào. Bây giờ con loại cho cô hai phương án mà sai cấu trúc ngữ pháp nào. Nếu như con lắp vào cái câu trên thì nó sẽ sai cấu trúc ngữ pháp. Sai ở tất cả mọi mặt của cấu trúc ngữ pháp luôn. Phương án nào?
Phương án nào của con sẽ là phương hai, phương án sai nhất? Suy nghĩ nào, nhìn, nhìn kỹ. Đấy, cô là cô đang vừa dạy con mà vừa bày con cách làm bài tập đấy. Nào, loại đi hai phương án sai nhất mà con cho nó là sai nhất. Đáp án nào sai nhất? Hai đáp án nào sai nhất nào? Gì? Đáp án gì hả con? Bi à? Và bi và đi. Bi và đi là hai phương án sai nhất. Cô đồng ý phương án B là phương án sai nhất. Giải thích cho cô vì sao cái phương án này là phương án sai nhất nào. Chính xác, nó sai từ has. Cô bảo sai ở tất cả mọi mặt ngữ pháp mà. Vì sao nó lại sai? Vì nếu nó lắp vào đây thì cái từ has có đi với chủ ngữ là ai không con? Không. Ai là phải đi với have, đúng chưa? Thế nó sai đầu tiên, sai về mặt ngữ pháp. Khi con vào bài phòng thi ấy, nếu cái câu nào mà con không biết đáp án ấy, thì con cứ loại cho cô hai phương án sai nhất về mặt ngữ pháp của nó là sai nhất. Bỏ vào đấy là không thể nào mà đúng được, đúng không? Phương án thứ hai của con chọn là had và will by. Cô nói phương án này chưa chắc là phương án sai. Chưa chắc là phương án sai, vì sao con biết không? Vì khi con lắp vào đây thì nó vẫn đúng. Nó vẫn đúng về mặt cấu trúc ngữ pháp, còn chưa nói về mặt cách dùng nhé. Thì đây chính là cấu trúc của câu điều kiện loại mấy? Câu điều kiện loại 2. Đây này, vế đằng trước là quá khứ, vế sau là what cộng với verb nguyên mẫu, thấy chưa? Vẫn đúng ngữ pháp. Vẫn đúng ngữ pháp. Cô nói là con loại đi cho cô hai phương án sai nhất về mặt ngữ pháp mà. Thế thì phương án sai tiếp theo đó chính là C. Vì sao C sai? Con nhìn thế này, nếu nó là câu điều kiện loại 2 đúng không? Đúng không? Thì cái vế này là đúng, vế hét là đúng, nhưng vế sau thì nó phải là từ good chứ. Thì nó mới đúng chứ, nó mới đúng mặt ngữ pháp chứ. Đúng không? Đúng chưa? Và nếu nó là câu điều kiện loại 1 thì nó sai ngay cái từ đầu tiên. Vì sao? Câu điều kiện loại 1 vế sau là đúng rồi, nhưng vế trước thì nó phải là hiện tại đơn cơ, thì phải là từ have cơ. Không thể là từ had được. Đúng không? Rồi, bây giờ con loại đi hai phương án sai nhất về mặt ngữ pháp rồi. Thì bây giờ con xem cho cô hai đáp án này. Hai đáp án này nhá, về mặt ngữ pháp của nó là hoàn toàn hợp lý. Hoàn toàn chính xác về mặt ngữ pháp, nhưng bây giờ chúng ta sẽ chọn đến cái nghĩa này. Con thử lắp này vào này. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ mua một bộ đồng phục mới. À, thế thì theo con thì chuyện này nó có thể có thật ở hiện tại không? Nó có thể có thật ở hiện tại không? Có. Bạn này đang nói là nếu tôi có tiền mà, thế thì hiện tại bạn này có tiền không con? Hiện tại bạn này có tiền không? Không. Thế thì nó phải là câu điều kiện loại mấy? Loại hai chứ. Đúng không? Diễn tả một việc mà không có thật ở hiện tại. Bây giờ bạn này bạn không có tiền thì bạn mới nói là nếu tôi có tiền. À, nếu tôi có tiền tức là hiện tại tôi không có tiền thì tôi mới nói là nếu tôi có tiền chứ. Nếu mà tôi có tiền thì tôi làm gì mà tôi nói là nếu tôi có tiền. Con thấy hợp lý không? Thấy đúng logic không? Nếu như con có tiền thì không bao giờ con nói câu là nếu tôi có tiền. Nhưng mà bây giờ con nghèo, con không có một đồng nào trong túi thì con mới nói là ôi, nếu tôi có tiền thì tôi sẽ mua cái căn nhà lớn y hệt như của họ. Đúng không nào? Thế thì nó chính là diễn tả về một việc mà nó không có thật ở hiện tại. Con phải rất tỉnh táo ở phần này nhé. Thế thì phần này con sẽ chọn cho cô Ngọc đó chính là đáp án D. Là đáp án chính xác. Lấy màu khác đi. Đáp án D là đáp án hoàn toàn chính xác. Lấy màu tím đi cho nó đẹp. Nhá. Được chưa? Đấy chính là cách làm bài. Đầu tiên con vào này. Bài nào cũng thế.
đối với câu trắc nghiệm mà loại mà chọn A B C D, con cứ loại đi cho cô hai phương án sai nhất, tức là loại 50-50 đấy, chơi chương trình ai là chịu cú bây giờ, loại 50-50-50 rồi đấy. À, thế là mình đã giảm đi 50% gánh nặng rồi, bây giờ còn hai đáp án thôi đúng không? Thế thì bây giờ tôi sẽ dựa vào cách dùng tiếp theo, đó là tôi sẽ dựa vào cách tiếp theo, đó là cách phân biệt về cách dùng của cái loại này nó như thế nào. Bởi vì bây giờ về mặt ngữ pháp nó đúng hết rồi, nó chẳng sai chỗ nào cả. Đúng không? Thế mà nếu mà vào có cái câu nào mà nó cho con được ba đáp án đều là sai về mặt ngữ pháp thì con quá hời luôn. Thế thì con quá hời rồi. Thế thì đáp án một, đáp án duy nhất đó là cái đáp án ngữ pháp chính xác, đó chính là đáp án của cái bài đó. Đấy thì lại không nói rồi. Được chưa? Thế cô Ngọc vừa bày con nhá. Là hai câu này này, nó đã đúng ngữ pháp hết rồi đúng không? Thế thì bây giờ con dựa vào cách dùng của nó, con phân tích thử xem, con bỏ hết tất cả những từ này vào xem nó có đúng với cái mặt cách dùng của nó không, đúng không? Như chúng ta đã phân tích là gì, nếu tôi có tiền thì tôi sẽ mua một bộ đồng phục mới. Thế hiện tại tôi không có tiền thì tôi mới nói thế chứ, bây giờ tôi có tiền thì tôi đi mua luôn chứ, đúng không con? Đúng không? Thì có phải là diễn tả một cái sự thật nó không có thật ở hiện tại không, đúng không nào? Sự thật là hiện tại tôi làm gì có tiền mà mua. Ôi, nhà nghèo gì có tiền mà mua, đúng không? Thì bây giờ tôi đứng đây và tôi ước là nếu như tôi có tiền. Đấy. Rồi, thì câu tiếp theo này. Rồi, bây giờ tương tự thế, bây giờ con nhìn cho cô bốn câu A, B, C, D, con chọn cho cô hai câu mà nó có cái đáp án sai nhất. Nhá, hai câu con có cái đáp án sai nhất của cái bài này. Nó sẽ sai về mặt ngữ pháp. A và gì? Con chọn là gì? A và C. Con chọn A và C là hai phương án con bỏ đi đúng không? Chưa, chắc chưa? Con suy nghĩ kỹ chưa? Hả? Rồi hả? Chưa hả? Ờ thế chưa thì suy nghĩ tiếp. Con chọn cái nào? A và gì? B A và D đúng không? Là hai phương B BB B à? Có tiến bộ. Chính xác. Hai đáp án này là đáp án sai. Giải thích cho cô Ngọc vì sao đáp án A lại sai con. B Đúng rồi, doing. Vì trong cái thì này cô Ngọc đã nói rồi. Đúng không? Cô Ngọc nói là chỉ cho có chia hiện tại đơn thôi cơ mà. Đúng không? Làm gì mà lại lòi ra cái ông hiện tại tiếp diễn mà lại còn chỉ có doing thế này. Đúng không? Nghe là he is doing thì tôi còn lại lại là còn phải vân vân. Tôi là còn phải phân vân lại xem là tôi nhớ lại xem là cô tôi là có nói là có gì hiện tại tiếp diễn là xuất hiện trong đây không, chứ cái này là sai rõ ràng luôn đúng không, sai kể cả về mặt cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại tiếp diễn luôn đúng nào. Rồi thì câu B vì sao sai con? Cút, đúng rồi, vì sao cút lại sai? Bây giờ cái vế đầu tiên này nó là đang là thì hiện tại đơn mà cút lại là quá khứ của từ can. Con nhá, con nhớ cho cô này. Can là quá khứ của từ could. Will là, à sorry sorry. Could là quá khứ của từ can. Would là quá khứ của từ will, đúng không? Thế bây giờ con nhìn này. Vế đằng trước là hiện tại, vế đằng sau lại cho ông lại cho vào quá khứ là thế nào? Đúng không? Đúng không? Ừ, đây là mở rộng nhá, đây là mở rộng này, mở rộng. Ok. Đây chính là cấu trúc mở rộng này khá khó đấy. Mở rộng nghĩa là gì? Ngoài cái từ would thì con có thể thêm vào từ could. Ok chưa? Rồi. Thế thì bây giờ còn câu C và D con chọn phương án nào? Ừ, C đấy, đúng rồi. Tiến bộ. Rất thông minh. Đấy, thế mới là chàng trai của cô chứ. Phải tiến bộ nhanh như vậy chứ. Vì sao con nhỉ? Ở đây có diễn tả một cái việc mà nó không có thật ở hiện tại không con? Không đúng không? Nó diễn tả một cái việc mà có thể có thật ở hiện tại mà. If he does exercise,
He can play soccer. Nếu như anh ấy tập thể dục thì anh ấy đã có thể chơi bóng đá rồi. Đúng không con? Có thể có thật không? Có thể có thật không? Có chứ. Đúng không? Nghĩa là gì? Nếu mà anh ấy chơi, nếu như mà anh ấy tập thể dục thường xuyên, đúng không? Con phải nhớ, à con phải biết một cái điều đó là để chơi được bóng đá thì thể lực của con phải cực kỳ tốt. Đúng nào? Nếu con không tập thể dục thường xuyên thì con không chơi được bóng đá là điều dĩ nhiên rồi, đúng không? Là một điều có thể xảy ra hiện tại tương lai rồi, đúng không? Nếu như anh ta mà tập thể dục thì anh ta sẽ chơi được bóng đá. Quá là hiển nhiên luôn chứ còn gì nữa. Một cái sự thật mà nó có thể xảy ra hiện tại. Đúng không? Đấy. Tiếp tục nào, câu tiếp theo loại đi cho cô hai phương án sai nhất về mặt ngữ pháp. Nhớ là về mặt ngữ pháp nó phải là từ sai nhất. Cô là cô có luôn đáp án rồi đấy. Cô là thấy luôn hai cái thằng là sai nhất rồi đấy. Rất cẩn thận nhá. Con phải rất linh động ở trong câu này đấy. Con phải tổng hợp kiến thức ở trong câu Đi này để con với phải. Gì? cả đi Be và đi. Be và đi là hai thằng sai nhất hả? Thế thì con đã làm sai câu này. Con đã fail luôn ở câu này. Câu này là con làm sai hoàn toàn. Không còn có 1% nào mà con có thể làm đúng. Bởi vì hai đáp án sai nhất con nhìn này. Đó là A và C. Con nhìn lại xem vì sao A và C lại là hai phương án sai. Cô bảo sai nhất về mặt ngữ pháp mà. Con thấy nó sai nhất chưa? Nó quá sai đi chứ. Làm gì mà có vế nào mà hiện tại và phía sau là quá khứ ở trong câu điều kiện này hả con, hả Nam? Đúng không? Con nhìn thấy từ get này, từ get này, nó chuyển thành từ got ở trong quá khứ này. Làm gì có vế nào? Làm gì có công thức nào mà cô Ngọc dạy là phía đằng trước là hiện tại, phía sau là quá khứ? Ở đâu vậy? Đúng không? Đúng chưa? Rồi, thế quay lại câu A này. Làm gì có câu điều kiện nào mà vế đằng trước là quá khứ mà vế sau là hiện tại? Không có. Sai. Đúng không? Sai chưa? Ừ. Còn câu B và D, bây giờ giữa câu B và D con chọn cho cô câu nào? Cái này là lại dựa vào cấu trúc ngữ pháp để chọn này. Chứ chẳng cần phải dịch. B đúng. Đấy, đúng rồi. Vì sao B đúng con? Giải thích. Đúng rồi, đây là phải đi với từ don't, không được đi với từ doesn't. Đi với từ doesn't là ký đầu luôn đấy. Ok, câu tiếp theo. Loại cho cô hai phương án sai nhất. Giờ suy nghĩ kỹ nhé. Chứ câu vừa nãy chọn B với D là sai nhất là thôi luôn đấy, là câu đấy đi luôn. Câu đấy là không còn 1% nào để thắng. Là sai nhất nào. Con chọn là gì? B B. Đúng rồi, câu này sai nhất. Câu này thằng này là phải loại đầu tiên. B Và D. D à? Riêng câu này thì con lại riêng câu này nhá thì nó lại vào cái trường hợp đó là ba câu sai một câu đúng. Câu này là ba câu sai một câu đúng chứ không phải là hai câu sai nhất nữa rồi, ba câu sai luôn. Ok. Ừ? Câu nào? Câu nào được theo con là câu đáp án đúng? Ok. Chính xác. À, sorry. Câu C.
Câu C lại là câu sai nhá. Sorry, cô nhìn nhầm. Câu C là cũng là một câu sai. Bây giờ con còn câu A và B, con chọn đi. D sai luôn. Con biết vì sao sai không? Câu này sai này. If you want to go out, you should do the homework. À, should do là gì? Nên làm đúng không? Không có cấu trúc mở rộng với từ này nhé. Okay. Đáp án của chúng ta là câu A. Câu A đây là câu điều kiện loại mấy hả con? If you wanted to go out, you could do the homework. Ừ, chính xác. Đấy. Cô bảo mà, trong cái câu này này, ba câu sai ngữ pháp mà chỉ còn một câu duy nhất đúng là chúng ta chọn vào đáp án của chúng ta thôi. Được chưa? Nào, tiếp tục. Có thể làm thêm một câu nữa nào. Đây là con nhìn vào đây và con chọn cho cô phương án đúng. Bây giờ yêu cầu là phải chọn phương án đúng. Giải thích vì sao? Bây giờ con phải nhìn lại nhá. Bây giờ if nó không ở phải ở đầu đâu. If bây giờ if từ if của chúng ta không phải ở đầu tiên. Thế nên con phải đảo ngược cái cấu trúc của nó lại. Không lại là lại nhầm nhá. Đáp án là gì con? C là một đáp án. Đâu xem nào. Câu xem nào. I would pay you double if you finish by if the work finish by Sunday. Vì sao con lại chọn đáp án C à? Dùng phương pháp loại trừ Vì sao con lại chọn đáp án C nào? không biết như thì nếu nó phải chuyển nó thì mình có. Vậy thì cô nói với con đáp án C là đáp án hoàn toàn sai. Nó sai về cái cấu trúc ngữ pháp luôn đấy. Nó là cái thằng phải loại loại đầu tiên. Nhá. Con nhìn này. Would pay. Làm gì có would pay hả con? Hả? Nam. Làm gì có would pay. Would phải là would pay chứ. Pay y chứ. Pay này chứ. Pay nguyên mẫu chứ. Con. Đúng không con? Pay phải là pay nguyên mẫu chứ làm gì phải là pay pay ed. Pay pay bất quy tắc đâu con. Pay kia là pay ở trong quá khứ rồi. Sau would là động từ nguyên mẫu. Đúng nào? Đáp án của con chọn trong phần này phải là đáp án D. Cả A và B. Cả A và B. Ok chưa? Ừ. Trong này này, vì sao ở cái phần này con lại chọn được cả A và B? Vì sao trong phần này con lại chọn được cả A và B? Con đọc cái câu này lên này. Tôi sẽ trả cho bạn gấp đôi nếu như bạn hoàn thành công việc trước. Nếu công việc được hoàn thành này, the work finish, cái cấu trúc này là cấu trúc bị động nhá. Nếu công việc được hoàn thành trước chủ nhật. Trong đây cô có thể chọn đáp án A. Ok. Cô thể hiện cho ý là gì? Một sự thật có còn một sự việc có thật ở hiện tại ở tương lai. Ok, bạn cứ làm đi, bạn bạn làm trước chủ nhật đi, tôi trả tiền cho bạn. Ok. Nếu bạn không làm trước chủ nhật thì thôi bye. Được chưa? Ok. Được chưa? Cái ý bye cũng là cái ý B đấy. I would pay you double if you got the work finished by Sunday. Thì tại cái ý này người dùng ở trong cái bài này lại thể hiện với ý là gì? Một sự thật không thể xảy ra hiện tại.
bạn không thể hoàn thành được công việc. Ok, được chưa con nhá? Và cái câu C mà con chọn là cái câu sai ngữ pháp luôn đấy nha. Được chưa? Rồi, tất cả những bài tập còn lại về nhà con làm cho cô Ngọc. Bắt đầu từ câu này trở đi, cô sẽ gửi cái file này lại nhá. Nhớ phải làm nhá con. Con nhớ phải làm nhá. Không được là không làm đâu nhá. Học xong bây giờ là làm luôn nhá. Ok. Được chưa? Ok. Rồi, cô gửi luôn này. Cô gửi lại luôn. Chọn file. Hôm nay thấy vỡ ra được nhiều điều chưa? Ừ. Đấy, con cứ không sao đâu, con cứ học đi. Con cứ sai đi. Sai là chuyện bình thường. Mình mà không sai thì cần gì đến cô giáo? Đúng không? Mình mà giỏi rồi thì mình cần cô làm gì? Đúng không nào? Đấy, thế nên sai là bình thường, sai với cô là bình thường. Ngày xưa cô đi làm bài tập tiếng Anh nhiều hôm bài tập khó quá mà đúng được có 30%, sai 70% cơ mà. Có làm sao đâu. Đến bây giờ vẫn giỏi, vẫn đi làm kiếm tiền, vẫn ngồi đây dạy con, đúng không nào? Được chưa? Thế nên cố gắng nhá. Ok, cô vừa mới gửi cho con cái bài tập qua nhóm đấy. Con làm lại luôn cái bài tập này cho cô nhá. Rồi, cô đã lưu cái file đấy là những cái phần mà chúng ta đã làm, con làm những cái phần còn lại là được. Được chưa? Cũng còn không còn nhiều mấy đâu. Ok. Có câu hỏi nào cho cô Ngọc không nào? Ừ, không đúng không? Về nhà học bài nhá. Ừ, ok, để cô có lớp tiếp đây. Hôm nay cô ba lớp cơ mà. Goodbye, tạm biệt nhá. Ừ. Thứ tư gặp lại nhau.